nhiều ông cứ vào bảo tôi xích, phải là khóa cứng cái lồng vè nỉ này chỉ có làm giàu cho mấy thằng gara. Thì em nói thật với các bác là nếu mà các bác hóa cứng nhiều thì bọn em có công ăn việc làm, có lương. Chứ còn các bác bảo là hóa cứng làm cái gì? Các bác nào mà đi những cái dòng xe Santa Fe, Tucson hoặc là CX-5, bây giờ là Ford Territory, hiện tại ở đây em đang làm Ford Territory này, Ford Explorer này. Đấy, đi năm hơn năm là biết ngay sệ xuống mục xuống. Mà nếu mà thay nhựa thì đi nó ồn. Mà nếu không thay thì đi chỉ một thời gian nữa rách lại phải thay cặp mới, mà nó có rẻ đâu. À, anh em cứ bỏ một số chi phí để anh em làm hóa cứng này luôn. Anh em dùng 5, 7, 10 năm là chuyện bình thường. Cái này em bảo hành cho anh em 5 năm nhé. Nếu mà 5 năm bị sệ, bị mục xuống, bảo hành làm lại cho anh em cái mới luôn. Còn anh em nếu mà chưa làm thì anh em đừng tô xích và anh em đừng đưa ra ý kiến linh tinh, nói thật là như vậy. Hôm vừa rồi có mấy bác bảo là hóa cứng làm gì cho mấy thằng kia nó làm giàu, chứ ta có tác dụng gì đâu. Không tác dụng mà một tháng em làm đúng là 5-70 bộ như này. Đấy.